Chào các bạn, ở đây mình đang có một cục pin của Energizer mang tên là UE10300MP. Thì đó là cái dung lượng của nó 10.000 mAh, và nó hỗ trợ cực kỳ nhiều những công nghệ mà mình có thể nói là đây là cái cục pin gần như là tốt nhất hiện nay trên thị trường. Tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên chúng ta sẽ nói vấn đề bảo hành 2 năm của nó. Thì đây là thương hiệu Energizer và nó được bảo hành 2 năm một đổi một nếu như có lỗi của cái sản phẩm. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ có một cái công nghệ tức là mang tên là Low Current Output. Thì với cái công nghệ này á, nó sẽ đẩy những cái nguồn điện từ ở trong cái cục pin này ra những cái thiết bị nhỏ như là tai nghe Bluetooth. Thì thông thường trước đây chúng ta sẽ sử dụng cái cục sạc theo điện thoại hay là một cái cục sạc dự phòng bình thường, nó đưa cái nguồn điện ra thông qua cái pin dự phòng hoặc là cái nguồn sạc đó, nó đưa vào trong cái thiết bị của chúng ta, gọi là những cái micro device. Thì những cái micro device này nó có cái lượng pin rất là nhỏ và nó không phù hợp cho những cái đầu sạc mà chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Thì cái cục pin này nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó, tại vì Energizer họ tích hợp vào đây công nghệ để cho nó chuyển cái dòng đúng chính xác với từng loại thiết bị khác nhau. Nó sẽ tự động nó đo và nó biết được những loại thiết bị khác nhau, nó sẽ đưa một cái dòng phù hợp nhất để nó bảo vệ pin của cả cục pin này cũng như là cái cục pin trong cái thiết bị của chúng ta. Ngoài công nghệ fast charge ra thì nó còn có thêm cái power delivery 3.0 dành cho những cái thiết bị của Apple, Samsung, Huawei và rất là nhiều những thiết bị khác nữa. Thì hầu như những cái điện thoại hiện nay có hỗ trợ sạc nhanh thì đều có thể được sử dụng cái này. Cái điểm đặc biệt của cái cục pin này á, là nó có một cái cổng fast charge và một cổng USB output. Thì cái fast charge này nó có thể sạc lên đến 18W, rất là nhanh cho tất cả những thiết bị của chúng ta. Chúng ta còn có thêm cổng USB-C out và in, một cái cổng micro USB input để các bạn có thể sạc vào cái này, nó tương đối là nó nhanh. Thì khi mà mình thử nghiệm cái này á, nó cho cái kết quả sử dụng rất là tốt. Ở bên trong nó sẽ tặng sẵn hai cái dây, đó là dây USB-C và một dây micro. Thì các bạn có thể chắc chắn là chúng ta sử dụng cái dây này, nó sẽ hỗ trợ sạc rất là nhanh cho những thiết bị của chúng ta. Ngoài đó ra chúng ta còn có thêm cái tài liệu hướng dẫn đi kèm. Thì những cái thiết bị cũng như những cái chi tiết này thì nó không có đáng nói tới. Chúng ta sẽ có cái pin ở đây với thiết kế rất là nhỏ nhắn. Các bạn thấy là nó nằm gọn trong cái lòng bàn tay và nó cỡ kích thước cùng một iPhone X thôi chứ không phải là lớn lắm. Thì ở đây chúng ta có cái logo Energizer và ở phía bên trên này, cả hai mặt của nó là làm cái dạng có những cái đường kẻ sọc tiếp nhau như thế này, và nó phủ toàn bộ cái phần mặt này. Khi mà các bạn cầm lên nó nhám nhám và nó cầm rất là chắc tay. Phần khung thì được làm bằng, mình thấy ở đây là nó làm giống như là làm bằng nhôm, nhưng mà mình nghĩ là nó cái lượng nhôm này nó ít, mà nó thêm vào đó là cái lượng nhựa. Cùng với đó chúng ta có thêm, như mình nói lúc nãy, hai đầu output, cái phím nguồn bấm lên chúng ta thấy được 4 cái vạch, mỗi vạch là 25% pin. Ở đây chúng ta có một cái cổng in và output USB-C. Thì đặc biệt nếu như các bạn sử dụng những cái dây USB-C, đặc biệt là bên mình vừa mới về một cái dây Lightning, một đầu là Lightning, một đầu là USB-C, thì các bạn cắm vào đây, cái đầu C này nó sẽ chuyển năng lượng cực kỳ nhanh vô trong cái iPhone của bạn. Thì hỗ trợ từ iPhone 8 cho tới iPhone X, những cái điện thoại mới sau này nó sẽ có cái công nghệ để chúng ta có thể sạc rất là nhanh cho những thiết bị. Còn là các bạn có cái dây, các bạn cắm vào trong cái này, cái đầu hai đầu C các bạn cắm vào trong những cái thiết bị hỗ trợ USB-C thì nó vẫn sẽ sạc cực kỳ nhanh cho cái thiết bị của chúng ta. Ở trên này nó có cái thông số nè, toàn bộ những cái chi tiết này các bạn có thể đọc ở phía bên trên. Ở đây mình có một cổng in out của cái USB-C thì nó ra lên đến khoảng 18W luôn, 12V 1.5A vào khoảng 18W, rất là tốt để các bạn có thể sử dụng với những thiết bị của mình. Và đây là mình gọi là đây là cái viên pin trùm cuối của tất cả những cái viên pin dự phòng hiện nay, có thiết kế nhỏ gọn đơn giản và rất là nhiều những cổng kết nối, cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao. Cái điểm tiếp nối giữa cái đầu chắc cùng với cái phần khung ở phía bên ngoài là gần như là bằng không, nó không, chúng ta không thể nhìn thấy cái điểm tiếp nối của nó. Cho nên đây là một trong những sản phẩm mình rất là hài lòng và muốn giới thiệu với các bạn. Giá bán của sản phẩm hiện nay đang là 1.100.000. Tuy nhiên thì trong thời gian ngắn thì Mai Nguyên hỗ trợ cùng với Energizer thực hiện một cái chương trình khuyến mãi để các bạn có thể có được mức giảm 35%, và thì cái cục pin này nó còn khoảng 715.000 thôi, rất là hợp lý để các bạn có thể sử dụng. Thì đây là một trong những viên pin là tốt nhất ngay trên thị trường, và các bạn có thể tham khảo thêm ở phía dưới phần description, mình có cái link để các bạn có thể tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu bổ ích các bạn có thể like, share cũng như chia sẻ cái video này với bạn bè của mình, và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.